Đúng tháng 7 năm trước, tháng 7 năm nay nhỉ? Một năm. Đợt này bị nặng quá. Đợt trước cũng nặng chứ. Đợt trước cũng kín cả đuôi cả chân dưới. Trước khi thuốc của anh còn đánh tím. Ừ. Đợt đấy thuốc mấy cái kia không hết. À qua Bắc rồi xong hết. Sửa à chữa người đấy đã quá. Ờ chữa người đấy thì cho em phải hết mấy triệu tiền thuốc nhỉ? Mất mấy triệu. Thuốc là đắt quá. Mà kiểu ham không biết quả bằng cái này. Cái này là phải hết. Con này body vẫn chất nhỉ? Con này cứ bảo là hai bách nhưng anh nghĩ là con này là bối luôn. Nó có phun cả hết cả lưng kìa. Hồi xưa anh mua giấy thì ông đưa cho em cái giấy ghi hai bách. Bảo mọi người thấy bảo con này cũng đẹp. Con này đẹp mà. Chọc một mũi. Con này có cả phun gần như là phun, có lưng kín hết kìa. Hai bách gì con này là bối mạnh. Con này tối thiểu phải là golden hit ấy. Chứ chả phải là 24K/9 nhưng ít con phun lưng lắm. Nhà anh luôn. Con này lần trước là khỏi triệt đề đúng không? Trước em thấy nó khỏi hẳn. Ừ. Thỉnh thoảng mấy hôm rồi. Mà cái đợt đấy là Aqua Bắc là không ăn thua đúng không? Đợt đấy dùng Aqua Bắc hay là Aqua gì hả? Aqua Bắc. Ừ. Cái chai bạn mang tiền nhận hết quý. Aqua Bắc á? Gần 400 mấy sao? Đắt nhỉ? 350 hả? Đợt đấy em sẽ như là em qua Bắc là 300 rưỡi. Em nhớ là có rưỡi 250 hoặc 300. Ờ xong rồi em. Cái đấy thì hai bể là 22 á, 23 chai mới vừa. Nhưng mà cũng phải 1 năm rồi nhỉ? Anh chưa 1 năm rồi đúng không? 1 năm, em thấy cái tờ giấy ghi tháng 7 năm trước. Ờ đúng 1 năm sau. Vừa 1 năm sau. Đúng 1 năm sau thì bị lại. Chị ơi! Ông có thỉnh thoảng mấy hôm giờ nó bị nhẹ. Ừ. Còn em nhưng mà chắc là cho bơm thuốc, chắc là cho thức ăn thế nào mới bị. Chắc là cái đồng sâu cho em mua về em đổ phát. Còn em thấy tạm bán ở trên này. Ừ, chắc sâu của vấn đề đấy. Anh ơi, xe nhà mình đấy ạ. À vâng, em đi luôn đấy. Đây là nấm dâu với cả nấm thủy minh ạ. Con này 1 năm trước mình đã chữa khỏi. Anh chủ đã dùng gần 2 triệu tiền thuốc mà không khỏi. Nhưng mình chữa khỏi ngay. Bây giờ hơi ngứa rồi.